Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên gia chỉ ra lý do Nga phải tạo ra vùng đệm ở Kharkov. Theo thông tin từ báo tin tức, Tổng thống Nga Vladimir tuyên bố Moscow không có kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine vì mục tiêu là tạo ra vùng đệm trong khu vực. Ông Putin cho biết các lực lượng Nga đang đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc chiến trong khu vực và cho biết thêm binh sĩ đang di chuyển theo đúng kế hoạch. Nhận định với đài phát thanh Sputnik, nhà quan sát quân sự từng là cựu chiến binh tại Afghanistan và Syria, Anatoly Matvichuk giải thích vùng đệm là lãnh thổ để triển khai quân đội ngăn chặn kẻ thù thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Khi nói đến thành phố biên giới Belgorod của Nga, vùng đệm sẽ đóng vai trò là khu vực mà ở đó các hệ thống pháo binh tiêu chuẩn của quân đội Ukraine không thể tiếp cận Belgorod và các khu vực đông dân cư gần đó. Chiều dài của vùng đệm có thể lên tới 100 km nếu thấy cần thiết trong việc bảo vệ người dân Belgorod khỏi đại bác và tên lửa của kẻ thù. Điều đó có nghĩa là khu vực này sẽ bao gồm tất cả các khu định cư của vùng Kharkov dọc biên giới Nga, thậm chí có thể bao gồm cả thành phố Kharkov, nhà quan sát quân sự nói. Theo ông Matvichuk, Tổng thống Putin hoàn toàn đúng khi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của kẻ địch trong bối cảnh quân đội Nga đang liên tục tiến quân. Ông đề cập đến một vùng đệm thành công do quân đội Liên Xô tạo ra ở Afghanistan, ngay sau khi họ được triển khai ở đó để hỗ trợ quân đội chính phủ trong cuộc xung đột vũ trang từ năm 1979 đến năm 1989. Vùng đệm dài 150 km đã ngăn chặn các chiến binh thánh chiến pháo kích vào lãnh thổ Liên Xô vào thời điểm đó, và điều này vẫn tồn tại cho đến khi kết thúc chiến sự, ông Matvichuk chỉ ra. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh trên toàn cầu, vùng đệm thành công nhất là cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do quân đội Israel kiểm soát gần biên giới, Galilee và Syria. Đây là một ví dụ kinh điển về việc Israel lập hàng rào ngăn cách với người Ả Rập với sự trợ giúp của một vùng đệm, ông Matvichuk kết luận. Phép thử lớn với năng lực phòng thủ của Ukraine. Lực lượng Nga đang phát động các cuộc tấn công mới ở khu vực phía đông bắc Kharkov của Ukraine, sử dụng pháo, bom và xe bọc thép để tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ của Kiev. Kênh CNN của Mỹ ngày 12 tháng 5 dẫn lời tướng hàng đầu của Ukraine cho biết tình hình ở khu vực phía bắc Kharkov đã xấu đi đáng kể sau khi Nga tuyên bố đã kiểm soát được thêm 4 ngôi làng khi nước này mở rộng cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ, ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Oleksandr Sysky, tư lệnh quân đội Ukraine, thông báo rằng các hoạt động phòng thủ đang diễn ra và điều kiện chiến trường rất khó khăn. Ông nói tuần này tình hình ở tỉnh Kharkov đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Hiện tại, các trận chiến đang diễn ra ở những khu vực biên giới với Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó nêu rõ họ đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga tính đến thời điểm này, nhưng lưu ý rằng các trận chiến với cường độ khác nhau vẫn tiếp tục. Kiev cho biết lực lượng của họ đang bảo vệ các thành trì ở khu vực Kharkov và các đơn vị dự bị đã được triển khai tới khu vực này. Có những lo ngại rằng đây có thể là một phần trong nỗ lực mới giành lại thành phố Kharkov mà Nga đã không kiểm soát được trong những tháng đầu của cuộc xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường để thực hiện các cuộc tấn công xung quanh Vovchan, một thành phố nhỏ gần biên giới với Nga. Thành phố này cách tiền tuyến hàng chục km về phía Tây Bắc. Nga đã tăng áp lực bằng cách sử dụng pháo binh để tấn công các tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine. Quân đội Nga cũng đã tìm cách sử dụng xe bọc thép để vượt qua phòng tuyến. Các cuộc tấn công dồn dập của Nga làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến vốn đã diễn ra từ lâu ở miền đông và miền nam Ukraine có thể mở rộng sang một mặt trận mới ở phía bắc, nơi Nga có thể đang thăm dò những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Các cuộc tấn công trên không và pháo kích của Nga trong vài ngày qua cũng có thể làm bộc lộ các điểm yếu trong những vị trí phòng thủ của Ukraine. Dara Masikot, chuyên gia về quân sự Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nhận định, trong trường hợp xấu nhất, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng xe bọc thép. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng hoạt động quân sự mới trên khó có thể dẫn đến việc Nga kiểm soát được Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội trên không trong những tuần gần đây. Thay vào đó, hoạt động đang diễn ra của Nga có thể có các mục tiêu khác. Chúng bao gồm việc kìm chân lực lượng Ukraine ở phía đông bắc để tạo cơ hội cho Moscow tấn công các khu vực khác ở tiền tuyến, cũng như tạo vùng đệm trong khu vực. Điều này có thể cho phép Nga phòng thủ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới. Ngoài ra, đó có thể là một nỗ lực nhằm kéo các lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí phòng thủ quan trọng khác ở phía nam. Đó là lý do mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bài phát biểu tối ngày 12 tháng 5.
Tổng thống Zelensky nói ý tưởng đằng sau các cuộc tấn công ở khu vực Kharkov là nhằm kéo căng lực lượng của chúng tôi và làm suy yếu tinh thần cũng như khả năng phòng thủ của Ukraine. Đức, Pháp, Hàn Quốc sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nước phương Tây, trong đó có Đức, đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hiện Berlin cũng đang lên kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Berlin dẫn thông tin từ tờ Bild cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu chính phủ bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Như vậy, với 7,1 tỷ euro đã phân bổ cho năm 2024, Bộ Quốc phòng Đức đặt mục tiêu nâng tổng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay lên gần 11 tỷ euro. Trước đó, tờ Bild đưa tin, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để trang bị bổ sung vũ khí mà quân đội Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Điều này có nghĩa là số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí mới cho quân đội Đức, nhằm thay thế những vũ khí đã cung cấp cho Ukraine từ kho dự trữ hiện có. Trong số 7,1 tỷ euro đã phân bổ, hầu hết các khoản đều đã được lên kế hoạch. Số tiền này được Bộ Quốc phòng cho là không đủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thảo luận về nhu cầu chi tiêu bổ sung với Thủ tướng Olaf Scholz và Bộ trưởng Tài chính Lindner. Bill cho biết thêm, các khoản chi tiêu ngoài ngân sách sẽ được trình lên Quốc hội Đức để phê duyệt vào tháng 6 năm 2024. Theo kế hoạch trong năm 2025, Bộ Quốc phòng Đức dự định ngân sách chi kỷ lục lên tới 15 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev. Trước đó, ngày 14 tháng 5, Điện Élysée tuyên bố Pháp sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuyên bố nêu rõ Tổng thống Macron tái khẳng định quyết tâm của Pháp nhằm cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết. Ông cũng có thể nêu cụ thể về các đợt chuyển giao gói viện trợ quân sự này trong những ngày và tuần tới nhằm hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine. Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cam kết hợp tác và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Kiev. Thông cáo nêu rõ, chính phủ Hàn Quốc đang tích cực tham gia những nỗ lực của cộng đồng toàn cầu nhằm khôi phục hòa bình và theo đuổi công cuộc tái thiết sau chiến tranh ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho nhân dân Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc. Ông cũng mời người đồng cấp Yoon tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine dự kiến được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tháng 6 tới. Trong một diễn biến khác, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu-EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho rằng rất khó để khối này tiếp tục cung cấp viện trợ cho riêng Ukraine nếu Mỹ thay đổi các ưu tiên an ninh sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Trong bài phát biểu quan trọng tại Viện Hoover của Đại học Stanford ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, ông Borrell chia sẻ chỉ riêng châu Âu sẽ rất khó tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà họ cần. Các nước phương Tây đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính khổng lồ cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.